xin chào tất cả các anh chị em. Tiếp tục bên điện máy Huy Liên, hôm nay chúng em lại có một sản phẩm nữa của thương hiệu Galaxy, đó là một chiếc máy bơm các anh chị nhé. Một chiếc máy bơm hút nước sạch các anh chị ạ. Với cái công suất của nó là 4 HP tương đương với 3 kW, và con này tổng cột áp lên đến 40m các anh chị nhé. Thì sẽ đáp ứng được đầy đủ tất cả các nhu cầu của anh chị mà muốn bơm xa, bơm cao. Và cái lưu lượng của nó cao nhất là lên đến khoảng hơn 30m³/giờ. Thì thật sự là tuyệt vời đúng không tất cả các anh chị. Toàn bộ phận trên này là bằng inox 100%, kể cả từ con ốc luôn các anh chị nhé. Bộ phận ở dưới chỗ cánh bơm này là bằng gang. Và các anh chị sẽ nhìn xem cái bộ phận ở dưới này này, hoàn toàn là xịn sò luôn, là bằng inox 100% các anh chị ạ. Và dây điện của nó này, dây điện này của nó khoảng được 10m, và ngón cái dây này bằng đến ngón tay của em luôn các anh chị nhé. Rất là to đúng không ạ? Các anh chị nào mà có nhu cầu với chiếc máy bơm này thì liên hệ trực tiếp với bên điện máy Huy Liên chúng em nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị ạ.